Hồ Sơ Mật Lầu Năm Góc và Hồi ức về Chiến tranh Việt Nam. Sách tham khảo. Tác giả: Daniel Elbeck. Dịch và Hiệu Đính: Minh Thu, Trọng Minh. Giọng đọc: Hải Yến. Số 41. Sau khi nói chuyện với Fulbright trong phòng làm việc của ông ấy, John và tôi sang phòng của anh ở ngay bên cạnh và tiếp tục thảo luận. Lúc này, anh mới gợi ý rằng tôi có thể cứ gửi tài liệu này cho tờ New York Times. Tôi nói mình đã cân nhắc về khả năng này. Về mặt pháp lý thì làm như vậy mang lại rủi ro lớn hơn rất nhiều cho tôi, dù tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng làm những gì cần thiết. Tôi hỏi John xem anh ấy có thể nghĩ ra thượng nghị sĩ nào khác sẵn lòng công bố nghiên cứu này hay không. John lôi ra khỏi ngăn kéo một danh sách mở rộng các thượng nghị sĩ, đầy đủ cả địa chỉ văn phòng và điện thoại liên lạc. Anh dùng ngón tay lần từng cái tên từ trên xuống dưới một cách tương đối nhanh để tìm ra một người khả dĩ. Nhưng anh ấy không chấm được ai. Tôi thử nêu thượng nghị sĩ McGovern. John nghĩ không thể được, dù anh ấy đồng ý với tôi rằng McGovern là người khả dĩ nhất có thể làm việc đó. Tôi nêu tiếp thượng nghị sĩ Mathia và một số người khác. John thực sự nghĩ rằng không có thượng nghị sĩ nào có vẻ sẽ làm như vậy, nhưng một hạ nghị sĩ thì khả dĩ hơn, vì xét trên khía cạnh nào đó thì ít nguy cơ đối với họ hơn. Rắc rối là ở chỗ một hạ nghị sĩ không có quyền ngăn cản một dự luật. Ông ấy hoặc bà ấy không thể là người khởi xướng việc đưa tài liệu này vào sử dụng tại Quốc hội, hoặc thậm chí là không thể đưa nó vào hồ sơ Quốc hội. Tài liệu này quá dài. Hơn thế nữa, một hạ nghị sĩ không thể bảo vệ tôi tương tự như một thượng nghị sĩ do Thượng viện có thẩm quyền trách nhiệm trong lĩnh vực đối ngoại. Tuy nhiên, John cho rằng Peter McCluskey, một hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa bang California, người được trao danh hiệu Anh hùng chiến đấu trong chiến tranh Triều Tiên, có thể là người phù hợp nhất cho việc đó. Sau đó tôi đã đến thử gặp McGovern và McCluskey. Tại Camp Reader, ngày 1 tháng 1, tôi tình cờ nói chuyện với Sandy Golick, giám đốc điều hành của SANE, Ủy ban vận động cho chính sách hạt nhân chừng mực, và chúng tôi đã trao đổi về những vụ ngăn cản thông qua dự luật tại Quốc hội và những động thái vận động phá vỡ quy tắc khác. Golick cho rằng Gaylock Nelson là thượng nghị sĩ có khả năng nhất để làm những điều tương tự. Vào thời điểm nghị quyết Vịnh Bắc Bộ được thông qua khi tranh luận ở Quốc hội, ông ấy đã đưa ra những câu hỏi sắc bén nhất về sự nguy hiểm khi trao cho Tổng thống quyền tự do hành động và đã đề xuất sửa đổi nghị quyết theo bản dự thảo do trợ lý của ông ấy là Ga Alperovic soạn ra. Anh này đã hối thúc Nelson đưa vấn đề này nhằm ngăn chặn bất kỳ hành động mở rộng chiến tranh nào mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Nhưng Fulbright đã thuyết phục Nelson rằng nếu thúc ép đưa nghị quyết chung này vào một cuộc họp với Hạ viện để mổ xẻ câu chữ thì khó có thể đạt được mục đích là đưa ra một thông điệp rõ ràng về sự đồng lòng và quyết tâm của Mỹ đối với phía Bắc Việt Nam sau vụ được cho là tấn công nhằm vào tàu của Mỹ và về phản ứng của Tổng thống. Cuối ngày hôm đó, Nelson đã không cùng hai thượng nghị sĩ Moore và Winning bỏ phiếu chống nghị quyết này. Nhưng trong một hành động phản đối sau đó, gần như chỉ có mình ông ấy bỏ phiếu chống lại dự luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng cho cuộc chiến ở Việt Nam. Cảm tính đã mách bảo tôi đưa Nelson vào danh sách ngắn ngủi những người có thể trông đợi. McGovern có vẻ là người khả dĩ nhất trong danh sách này. Do đó, vào cuối tháng 1 năm 1971, tôi đã gọi cho Arthur Schlesinger, con, để nhờ ông ấy sắp xếp cho tôi gặp McGovern.
Lúc tôi đến văn phòng thì McGovern đang ở lại làm thêm giờ và khoảng gần một tiếng nữa sẽ ra ngoài để ăn trưa. Tôi tranh thủ thời gian đó nói với ông ấy những khía cạnh chung nhất về chính sách Việt Nam. Ông ấy có vẻ quan tâm khi tôi nói tới những mục đích của Nixon cũng như những thủ thuật chính trị. McGovern đã gây ấn tượng tốt với tôi ở quan điểm nhìn nhận những điều cần phải làm và tầm quan trọng của việc làm đó thật đột phá. Khi tôi hỏi, ông ấy nói ông tin tưởng ở những vụ ngăn cản thông qua dự luật và hoàn toàn sẵn sàng tiến hành một hành động như vậy liên quan đến cuộc chiến này, dù ông đã không bao giờ làm thế. Ông nói muốn nói chuyện thêm với tôi và chúng tôi đã hẹn sẽ gặp lại vào cuối chiều hôm đó. Tôi tới quầy ăn uống tự phục vụ của Quốc hội và chợt nhìn thấy I.F. Stone đang ngồi ăn một mình. Tôi chưa bao giờ gặp, nhưng nhận ra ông ấy qua những bức ảnh. Từ lâu, tôi đã muốn nói với ông ấy rằng, ngay từ đầu, trong bản tin rất ấn tượng của mình, ông đã thể hiện một quan điểm thật đúng đắn về cuộc chiến. Tôi tự giới thiệu và xin phép được nói chuyện. Stoner khoát tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống, nhìn tôi từ đầu đến chân qua cặp kính dày cộp. Rồi chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau suốt gần một tiếng đồng hồ. Ông bất bình trước những gì đang diễn ra ở Việt Nam, đến mức có lúc tôi thấy mắt ông ngấn lệ. Ông ấy kể rằng lúc nói chuyện với sinh viên, thậm chí ông đã không biết phải bảo sinh viên nên làm những gì. Mọi thứ dường như quá vô vọng. Tôi bắt đầu kể về những gì tôi đang cố gắng làm, một phần là để ông ấy tươi tỉnh lên chút ít và cũng là để hỏi xin ý kiến của ông. Chẳng mảy may do dự, tôi đã nói những gì mình đang làm với hồ sơ Lầu Năm Góc. Tôi muốn được nghe lời khuyên của ông ấy, nhưng đó không phải lý do duy nhất để tôi muốn tranh thủ cuộc nói chuyện này. Tôi nói với Stoner vì ông là anh hùng của tôi, người đã lên tiếng với một tinh thần mà tôi tìm kiếm bấy lâu, tinh thần mà tôi hướng tới khi nói với Zanaki và Randy Keller về những gì mình đang làm để họ biết rằng họ đã truyền cảm hứng cho tôi mạnh mẽ đến giường nào và rằng tôi đang hướng tới chung tay trong nỗ lực cùng với họ để được họ tôn trọng. Stoney thấy rằng McGovern đúng là nơi duy nhất có thể đặt cược hy vọng, dù rằng ông ấy cho rằng tôi cũng nên thử cả Gaylor Nelson nữa. Stoner nói ông sẽ giúp đỡ hết mức trong khả năng của mình. Ông ấy hỏi liệu tôi đã chuẩn bị tinh thần chịu hậu quả chưa. Tôi trả lời là đã xác định. Cuối cùng, khi tôi đứng lên chuẩn bị chia tay, ông ấy nắm chặt tay tôi và nói: Chúa phù hộ anh vì những gì anh đang làm. Tôi khâm phục anh. Đằng sau cặp kính dày cộp, không lâu sau, ông đã bị mù. Mắt ông lại ngấn lệ. Những lời Stoner nói với tôi thật ý nghĩa biết dường nào. Tôi còn hơn một tiếng trước khi gặp lại McGovern như đã hẹn, nên đã gọi tới văn phòng của Nelson và nói rằng Stoner đã giới thiệu. Tình cờ là Nelson đang rỗi và có thể gặp tôi ngay. Chúng tôi nói chuyện với nhau một cách rất thoải mái trong gần một tiếng đồng hồ. Tôi có mang theo một tập lớn hồ sơ Lầu Năm Góc để trong cặp và sẵn sàng cho Nelson biết về tài liệu này cũng như sẽ chuyển cho ông ấy. Nhưng tôi muốn biết trước là liệu ông ấy đã thực sự sẵn sàng làm điều gì đó bất thường và liều lĩnh. Việc hàng năm ông đều bỏ phiếu chống dự luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng cũng là một ví dụ tốt rồi. Tôi chúc mừng Nelson về điều này, nhưng ông có vẻ không muốn ai đó khen ngợi mình về chuyện này nhiều lắm. Do không có mấy người cùng làm vậy với ông, nên ông ấy chỉ coi đó là một hành động mang tính tượng trưng. Nhưng thật thất vọng, nhất là sau khi đã nghe những gì Sandy Golick nói với tôi, dường như những gì tôi ấn tượng khi nghe nói về ông ấy cũng chỉ dừng lại ở mức có thế mà thôi. Khi tôi đề cập tới khả năng một hành động ngăn cản thông qua một dự luật, tôi nghĩ đến việc sử dụng đó như một phép thử, xem thượng nghị sĩ có sẵn lòng làm việc gì đó, kiểu như tiết lộ tài liệu bảo mật hay không,
thì Nelson gạt đi bằng một cái nhún vai. Ông ấy cũng đã đưa ra những phản bác đối với số sáng kiến khác mà tôi nhắc đến. Bỏ phiếu chống lại những kế hoạch chuẩn chi ngân sách ngoài ngân sách quốc phòng, bàn về luận tội, ngăn cản các điều khoản của dự luật hay những quyết định bổ nhiệm do chính quyền đề nghị, cam kết trước bỏ phiếu chống lại các kế hoạch chuẩn chi ngân sách. Nói chung là tất cả những việc mà chưa ai làm thử, với lập luận chủ yếu là những thứ này không cho thấy nhiều tính khả thi. Cuối cùng, tôi cũng hỏi về đề xuất của cá nhân ông ấy cho việc kết thúc chiến tranh. Ông ấy nói, đi gặp từng người một, vận động ủng hộ cho dự luật McGovern-Hafew. Tôi hỏi xem ông ấy có tin dự luật này có thể được Hạ viện thông qua hay không, và câu trả lời là không, không tin lắm. Tôi nói rằng tiếp cận theo kiểu này cũng tốt, nếu như nó có thể giúp chấm dứt cuộc chiến trước khi chúng ta hủy diệt cả Việt Nam. Nelson không có vẻ gì là bất đồng với cách miêu tả của tôi về tính bức thiết của tình hình, nhưng điều đó cũng không khiến ông ấy cảm thấy quá cần thiết phải hành động. Ông ấy có vẻ bị động đến kỳ cục, thậm chí là buông xuôi trước khả năng không thể làm gì ở Thượng viện để ngăn chặn việc leo thang chiến tranh hơn nữa. Dĩ nhiên là chính những gì ông đã trải qua về vấn đề này đã khiến ông trở nên nghi ngờ các thượng nghị sĩ khác. Nhưng tôi bắt đầu băn khoăn, không biết là đến lúc này thì liệu ông ấy có khác gì so với họ hay không. Nelson không có vẻ muốn kết thúc sớm buổi nói chuyện, nhưng việc ông ấy thản nhiên gạt bỏ hết chiến thuật này đến chiến thuật khác mà tôi đề xuất với lý do là nó thiếu tính thực tế hoặc là quá ngây thơ, đột nhiên khiến tôi thấy cày mũi. Tôi đứng bật dậy định ra về. Ông ấy có vẻ ngạc nhiên. Tôi nói, thưa thượng nghị sĩ, ông biết đấy, vài năm trước khi còn làm ở Lầu Năm Góc, tôi lẽ ra đã có thể làm điều gì đó để ngăn chặn cuộc chiến. Nhưng tôi thấy tiếc là lúc đó tôi đã không làm. Tôi hy vọng một năm sau ông sẽ không phải thấy tiếc vì đã không thử làm bất kỳ điều gì trong số những điều này. Đó chẳng phải là một câu nồng nhiệt gì để kết thúc cuộc trò chuyện, và tôi cũng không cố tỏ ra như vậy. Tôi cảm ơn Nelson đã dành thời gian tiếp tôi rồi đi ra. Tôi tới văn phòng của McGovern và ngồi đợi ông ấy. Khi ông ấy quay trở lại, chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện lúc sáng đang nói dở. Khi nghe McGovern nói về nỗi khổ tâm đối với cuộc chiến, tôi càng lúc càng thấy tin tưởng rằng lời mách bảo sáng hôm đó văng vẳng bên tai tôi lúc ngồi trên xe di chuyển trong khuôn viên quốc hội là đúng. McGovern chính là con người đó. Ông ấy vô cùng muốn thấy cuộc chiến kết thúc. Ông ấy muốn góp phần kết thúc nó. Còn tôi thì muốn giúp ông ấy. Tôi quyết định trình bày về tập tài liệu. Trong bài phát biểu đầu tiên tuyên bố đứng ra tranh cử Tổng thống, McGovern đã nói rằng ông muốn nói sự thật với nhân dân Mỹ. Tôi nói với ông, nếu như đó đúng là điều ông thực sự muốn làm, tôi có thể đem đến cho ông nhiều sự thật đến mức ông có nói từ giờ tới thời điểm bầu cử là tháng 11 năm 1972, chưa chắc đã hết. Tôi nói khá chi tiết về bộ tài liệu nghiên cứu McNamara, về việc tôi đã sao chụp nó, về Fulbright và thái độ của ông ấy với tài liệu đó. Nói về việc hiện có mang theo vài phần của tài liệu và ngỏ ý muốn ông ấy đọc. McGovern đồng ý một cách nhiệt thành. Ông ấy muốn có nó, muốn đứng tại Thượng viện, yêu cầu đưa nó vào hồ sơ. Ông ấy sẽ dùng nó để ngăn cản việc thông qua dự luật nào đó. Đây chính là thứ mà ông ấy đang cần. Ông ấy cũng nói rằng không có bất kỳ nguy cơ pháp lý nào nếu ông tiết lộ thông tin này khi tranh luận tại Thượng viện. Ông ấy cũng sẽ không bao giờ nói mình lấy được tài liệu từ đâu. Tôi nói với McGovern điều mà tôi đã nói với Fulbright rằng chẳng thích thú gì nếu phải vào tù, nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận bất kỳ nguy cơ nào nếu cần thiết. Ông ấy nói theo cách dứt khoát hơn Fulbright rằng không cần phải như thế, không ai có thể buộc ông tiết lộ nguồn thông tin được.
Ông ấy đứng dậy, đi tới một giá sách cao thụt vào trong hốc tường, lôi xuống một cuốn giày có in bản hiến pháp. Ông ấy tìm một điều khoản rồi đọc cho tôi nghe. Với tư cách là một thượng nghị sĩ, ông không thể bị chất vấn về bất kỳ điều gì ông ấy nói khi tranh luận tại Thượng viện. Không thể bị chất vấn, ông nhấn mạnh, bởi bất cứ ai, bất kể đó là FBI, Bộ Tư pháp, ngành hành pháp, thẩm phán, bồi thẩm đoàn hay các thượng nghị sĩ khác. Tôi chủ yếu coi lời tái bảo đảm dứt khoát đó là sự biểu hiện cam kết của ông đối với kế hoạch này. Như thế sẽ không thực sự bảo vệ được tôi, bởi vì tôi sẽ là nghi phạm rõ ràng nhất và bất kỳ ai cũng có thể chất vấn tôi. Tôi không định sẽ nói dối một khi được trực tiếp yêu cầu tuyên thệ trước tòa hoặc khi được cơ quan chức trách yêu cầu. Cũng không có ý định bẻ lại bằng cách vin vào tu chính án thứ 5, nhất là sau những gì đã học được về thời kỳ McCarthy. Trên thực tế, nếu như trong trường hợp bị điều tra và phải thừa nhận mình là nguồn cung cấp tài liệu này cho McGovern, thì tôi muốn ông ấy xác nhận rằng tôi đang nói sự thật. Nhưng tôi thích giọng quả quyết của ông ấy và năng lượng toát ra từ đó. Nó cho thấy chúng tôi đã gặp nhau ở điểm này và ông sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ tôi. Tôi đã nghĩ rằng nếu như đưa tài liệu cho một thượng nghị sĩ hoặc một hạ nghị sĩ nếu như phải làm vậy, thì tôi sẽ được bảo vệ an toàn hơn là đưa cho một tờ báo nào đó, ngay cả khi luật liên quan không công nhận bất cứ khác biệt nào. Ở mức độ thấp nhất thì tôi cũng sẽ không còn có quyền tiếp cận các tài liệu mật để rồi kiểu gì cũng chấm dứt sự nghiệp. Nhưng có thể người ta sẽ phải lưỡng lự khi truy tố tôi nếu như có một thượng nghị sĩ có máu mặt nào đó đứng ra bênh vực cho tính đúng đắn trong việc tôi cung cấp thông tin cho ông ấy và cho công chúng. Thậm chí nếu tôi có bị truy tố thì mối liên hệ đó cũng sẽ tác động tới cáo trạng, hay chí ít là bản án đối với tôi. Tuy vậy, điều quan trọng đối với tôi là làm sao những tài liệu này được đưa ra phòng họp Thượng viện, và khi đó rất nhiều khả năng nó sẽ dẫn tới các buổi điều trần. McGovern là thành viên Ủy ban Đối ngoại, có thể yêu cầu điều trần và có thể cho rằng nếu Fulbright không cần phải lo ngại về sự trả đũa của bên hành pháp cho tiết lộ tài liệu mật này, do McGovern đã đứng ra nhận trách nhiệm cá nhân khi làm việc này, ông ấy sẽ không còn cảm thấy dè dặt với việc sắp xếp các buổi điều trần và triệu tập nhân chứng. Trước phản ứng ban đầu của McGovern, tôi có cảm tưởng cuối cùng thì mình đã đi đúng hướng trong việc phóng thích bộ tài liệu này và đưa nó ra trước công luận. Thực sự là việc McGovern có vẻ hăng hái tới mức không gì có thể ngăn cản, khiến tôi cũng không dám chắc ông ấy có xác định tinh thần là làm vậy hàm chứa những nguy cơ đối với sinh mệnh chính trị của McGovern hay không. Tôi không muốn nghĩ rằng mình đang lợi dụng ông ấy, khiến ông ấy sa vào tình thế mà trước đó ông chưa lường hết được. Do đó, tôi đã thử đóng vai nhân vật phản diện để nêu ra những thách thức mà ông ấy có thể đối mặt. Ví dụ, ông có thể bị cáo buộc đã sử dụng bộ tài liệu này làm mánh khóe bầu cử. McGovern nói ông không nghĩ đó là vấn đề nghiêm trọng. Lập trường của ông đối với cuộc chiến này đã được khẳng định từ lâu và mọi người đều biết rõ, cho nên có tiết lộ tài liệu này thì cũng là điều dễ hiểu. Và như thế, ông ấy sẽ không bị cáo buộc giở trò trong vận động tranh cử. Tôi hỏi, thế còn thực tế, những tiết lộ này sẽ gây không ít rắc rối cho các cựu quan chức thuộc Đảng Dân Chủ chứ? Điều đó chẳng khiến ông bị cáo buộc là đang làm suy giảm uy tín đảng mình và ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình gây quỹ bầu cử của ông hay sao? McGovern nói, nguồn gây quỹ bầu cử của tôi là khác với nguồn của những người khác, như Mukie chẳng hạn. Những người ủng hộ tôi muốn tôi làm việc này, làm vậy sẽ không hề hấn gì đâu. Tôi hỏi tiếp, thế còn việc bị cáo buộc rằng ông tranh cử tổng thống, một vị trí có trách nhiệm cao nhất trong cả một hệ thống hoạt động bí mật,
Thế mà lúc này đây, ông lại cư xử khinh suất và cẩu thả khi tự ý tiết lộ toàn bộ những tài liệu mật này. McGovern nói đó là cáo buộc nghiêm trọng nhất. Ông sẽ chỉ đơn giản nói đây là một trường hợp đặc biệt. Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến tồi tệ mà không có cách nào khác để chấm dứt nó. Do đó, trong những tình huống này, tiết lộ những thông tin này cho công chúng là việc làm cần thiết. Thực vậy, xét về những gì tôi nói với ông ấy về nội dung tài liệu này, nó chủ yếu là khẳng định thêm những cáo buộc và đánh giá nhiều năm nay ông ấy vẫn thường đưa ra. Rõ ràng, đó là thông tin mà công chúng có quyền được biết và quốc hội cần phải có, nhưng từ trước đến giờ nó lại luôn bị giấu nhẹm đi. Người ta đã lạm dụng hệ thống bảo mật tài liệu nhằm che giấu những thông tin này. McGovern đã có đủ động cơ, vũ khí và tâm thế. Có lẽ tôi không cần phải giúp gì cho ông ấy trong chuyện này. Trông ông ấy có vẻ đúng mực và tự tin. Tôi muốn làm việc này, tôi sẽ làm. Ông ấy nói tôi đưa tài liệu mang theo cho trợ lý của ông là John Holum. Và ông ấy đã có một lưu ý với tôi theo cách đầy thận trọng và trách nhiệm. Ông ấy nói, lúc này thì tôi thấy vậy, nhưng hôm nay tôi không muốn đưa ra kết luận cuối cùng. Tôi nghĩ tôi cần suy nghĩ thấu đáo mọi việc trong vài ngày. Tôi sẽ không nói với ai hết. Tôi sẽ cứ để xem trong vòng một tuần tôi có còn nghĩ như bây giờ không. Sau chừng một tuần tôi sẽ gọi lại cho anh. Tôi thấy như vậy còn trên cả hợp lý. Có lẽ có thể yên tâm rằng ông ấy sẽ dành cho tập tài liệu này một sự nghiêm túc mà nó xứng đáng được hưởng. Chúng tôi bắt tay nhau và ông ấy giới thiệu tôi với Holum. Tôi đưa tập tài liệu trong cặp cho ông ấy. Tôi bay về Cambridge và kể với Patricia về tin vui này. Dĩ nhiên là tôi đã một lần được nghe những lời như thế khi Fulbright ban đầu cũng hăng hái và bảo đảm với tôi hệt như vậy. Nhưng lần này tôi thực sự thấy hy vọng. Thậm chí tôi có thể nói rằng mình thấy tự tin sau buổi nói chuyện này McGovern sẽ không đổi ý. Nhưng chỉ khi một tuần sau, lúc ông ấy gọi đến Cambridge cho tôi và nói tôi xin lỗi, tôi không thể làm được, thì tôi đã có phản ứng bình tĩnh đến mức mà giờ nhìn lại tôi vẫn thấy ngạc nhiên. Tôi chỉ nói, tôi hiểu, và tôi tin rằng mình thực sự hiểu. Tôi thực sự thông cảm với McGovern khi ông ấy đang phải tranh cử Tổng thống. Tôi muốn ông ấy có một chiến dịch tranh cử mạnh mẽ. Phản ứng của tôi trước quyết định đầy thất vọng của ông ấy cho thấy rằng tôi chắc hẳn đã có những băn khoăn hơn cả mức tôi sẵn sàng thừa nhận về việc liệu những gì tôi đang đề xuất nó có thực sự được ông ấy coi là đường lối đúng đắn không. Dù vậy, tôi hy vọng McGovern vẫn có thể là một đồng minh, một cố vấn, vì dù thế nào tôi cũng đã chia sẻ câu chuyện này với ông ấy rồi. Tôi không muốn nói chuyện này qua điện thoại, nên hỏi xem liệu khi tôi quay lại Washington, chúng tôi có thể nói thêm một chút được không? Tất nhiên là không phải để vận động cho chuyện cân nhắc lại quyết định của ông ấy. Và ông ấy đáp, chắc chắn rồi. Chúng tôi hẹn gặp nhau vào tuần sau đó. Sau khi Thượng nghị sĩ Fulbright nói với tôi vào tháng 12 năm 1970 rằng chẳng phải suy cho cùng, đó chỉ là lịch sử thôi sao? Còn Thượng nghị sĩ McGovern cũng đã rút lui. Patricia hỏi, liệu tài liệu này có đáng đưa ra công khai hay không? Có đáng để tôi đối mặt với nguy cơ phải ngồi tù hay không? Cô ấy hỏi. Có vẻ mấy vị thượng nghị sĩ này nghĩ nó không đáng để họ mạo hiểm. Tại sao anh dám chắc là họ đã sai và anh thì đúng? À, anh không thể chắc chắn về điều đó. Họ có thể đúng. Không ai có thể biết được hậu quả sẽ đi đến đâu, kể cả anh. Vấn đề là anh là người duy nhất đã đọc những tài liệu này, họ thì chưa. Vậy nên, anh không thể đầu hàng trước xét đoán của họ được. Anh phải dựa vào bản thân mình mà hành động thôi. Nhưng lúc này đây, khi chúng tôi đã là người một nhà, việc tôi có khả năng phải vào tù không chỉ ảnh hưởng tới mỗi mình tôi.
Patricia có quyền tham gia quyết định, và cô ấy sẽ không thể thực sự quyết định được khi mà không biết những gì có trong tài liệu đó. Cho tới lúc này, tôi vẫn cố ý không để cô ấy đọc chúng. Tôi muốn cô ấy có thể nói rằng mình đã không biết có cái gì trong những thứ đó. Nhưng nếu lúc này Patricia muốn gánh vác mọi chuyện cùng tôi, thì cô ấy cần phải hiểu hơn về những gì tôi đang làm. Cách duy nhất để hiểu được rõ hơn là phải đọc một vài tài liệu, dù điều đó có thể khiến cho cô ấy phải chịu nhiều rủi ro hơn. Tôi nghĩ đã đến lúc Patricia cần phải đọc một vài phần tài liệu. Cô ấy đã đồng ý. Tôi chọn ra một vài bản trình thư mà tôi đã nhớ từ thời còn làm ở Lầu Năm Góc từ năm 1964 đến năm 1965. Có nội dung nói về những quan điểm đồng tình và phản đối về những chiến dịch ném bom khác nhau. Tôi nghĩ nó sẽ giúp cô ấy biết công chúng đã bị bịt mắt dẫn đi lạc hướng như thế nào trong chiến dịch ném bom 1964 cũng như sau đó, mà không hay biết rằng nội bộ chính quyền Johnson đã ủng hộ và mặc nhiên coi là cần thực thi chiến lược sặc mùi Goldwater này. Người viết các bản trình thư này là các đồng nghiệp của tôi như John McNaughton và Bill Wendy, cấp trên trực tiếp của tôi ở thời điểm đó, những người tôi đã cùng làm việc và hiểu rất rõ. Căn hộ của chúng tôi ở tầng 3 là một căn áp mái được sửa sang lại. Có một phòng rộng kết hợp bếp với phòng khách và một phòng ngủ chỉ vừa đủ kê cái giường của chúng tôi. Patricia đem tập bản trình vào phòng ngủ, đóng cửa lại và đọc phòng khi tôi phải nói chuyện điện thoại. Trong lúc cô ấy đọc thì tôi ngồi ở phòng khách. Đầu đầu cũng thấy ngổn ngang hàng đống tài liệu, lật tìm những tài liệu khác xem có thể đưa cô ấy xem thêm cái gì. Khoảng một giờ sau, Patricia trở lại phòng khách, tay cầm tập tài liệu tôi đã đưa. Cô ấy thấy trong những trang tài liệu này thứ gì đó mà tôi không biết khi lần đầu cầm đọc chúng vào năm 1964-1965, hay khi đọc lại chúng trong nghiên cứu McNamara. Patricia chỉ cho tôi thấy những đoạn nói về các chương trình ném bom khác nhau có đầy những cụm từ như khiến chúng phải chạm đến cái ngưỡng của sự đau đớn. Tất cả chúng ta sẽ coi ý chí của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là mục tiêu tấn công thực sự. Dựa theo kinh nghiệm của lần chiến tranh trước, việc nối lại hoạt động ném bom sau một thời gian tạm ngừng sẽ khiến người dân Bắc Việt đau đớn hơn là khi chúng ta duy trì hoạt động ném bom đều đều với cường độ tương đối thấp. Chiến thuật mưa dầm thấm lâu khiến Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đau đớn ở miền Bắc, khiến Việt Cộng đau đớn ở miền Nam. Điều quan trọng là không giết con tin bằng cách phá hủy các cơ sở vật chất của Bắc Việt trong cái bánh rán khu vực nội thành, Hà Nội. Cân nhắc chọn giữa đánh nhanh diệt gọn và vừa đánh vừa đàm, chiến thuật nóng lạnh kết hợp cho mục tiêu thuyết phục Hà Nội sẽ đi tới hình thành một chương trình bao gồm các đợt tấn công tiêu diệt đầy đau đớn xen giữa những giai đoạn tạm ngừng tương đối lâu. Chương trình ném bom cắt lát salami của chúng ta, tiện bánh cóc, siết vít thêm một vòng. Patricia nói, đây là ngôn ngữ của quân đao phủ. Mắt cô ấy đẫm lệ từ bao giờ. Những thứ này cần phải được phơi bày. Anh cần làm điều đó. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.